chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video hôm nay em xin giới thiệu tới anh em một sản phẩm, đó chính là dàn lạnh trong xe của xe Hyundai Libero và Hyundai Starrex từ đời 2003. Cái dòng sản phẩm ngày hôm nay em giới thiệu là dòng sản phẩm được sản xuất bởi công ty Baco, một trong những thương hiệu lớn tại thị trường Thái Lan cũng như ngoài nước. Cái mã sản phẩm của nó thì sẽ là EL7122, mã của Baco ạ. Đây chính là cái dòng này thì nó sẽ sử dụng van vuông anh em nhé. Đây, đưa ra đây sẽ là van vuông này. Đó. Đây là mặt trước và mặt sau của sản phẩm. Hai bên viền thì sẽ được chèn cái mút này để khi mà chúng ta đưa vào cái hộp dàn lạnh thì nó rất là khít, nó không bị trống. Đó. Sản phẩm thì sẽ được sản xuất bằng hợp kim nhôm, giúp dẫn nhiệt và tản nhiệt rất là tốt. Đây, anh em có thể nhìn nhé. Đây là các cái tép nhôm đúc này. Đấy. Đây là tép nhôm đúc được đúc ghép lại với nhau theo cái kích thước của tiêu chuẩn OEM, tức là cái tiêu chuẩn kích thước của cái dàn ở trên xe. Thì vừa rồi em có vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái dàn lạnh của xe Hyundai Starrex và Hyundai Libero. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy nhấc máy lên liên hệ với em theo số 0769086333, hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.